Rồi, trên tay của mình hiện giờ đang cầm là cái bộ ổ khóa hai món. Thì bộ này nó chỉ có hai món thôi, mình có bộ 4 món nhưng mà bộ này nó chỉ có hai món thôi, đó là chìa với lại ổ khóa cổ. Đây đó, ổ khóa cổ. Hàng này thì chỉ có hai món, còn tại sao nó có hai món thì không biết nữa, kho nó bán hai món thì lấy về bán hai món, dành cho những bạn nào có nhu cầu hai món thì chúng ta sử dụng hai món nha. Ok rồi, và các bạn lưu ý là phương thức mua hàng bên mình là chuyển khoản trước nhận hàng sau, bên mình không có bán ship code, ship COD, ship nhận hàng là mới trả tiền. Rồi các bạn thông cảm nha, và nhấn bấm vào nút đăng ký phía dưới để ủng hộ kênh của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, trên tay của mình đang cầm là cái mặt kính của xe 82 custom DD đèn vua. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra, đây là hàng đặt mới nha. Đây là hàng nhập mới chưa xài. Rồi. Ok, chất lượng không có gì bằng cãi. Rồi, chốt cầu cuối cùng. Phương thức mua hàng bên mình là chuyển khoản trước nhận hàng sau, không ship COD. Rồi. Tại sao? Không thèm giải thích. Rồi, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký phía dưới nha để nhận được những cái thông báo khi mà mình quay clip những cái sản phẩm mới lên, thì điện thoại của bạn sẽ có cái dòng thông báo cho các bạn, và có cái sản phẩm nào mà hơi bị hiếm thì chúng ta có thể nhanh tay chúng ta mua được nha. Đó rồi, ok, cảm ơn các bạn.